Cô chào tất cả các em. Cô tên Huỳnh Thị Tuyết Vân, là giáo viên trường tiểu học Hồ Văn Thanh. Cô rất vui được gặp lại các em. Cô mong rằng cô trò chúng ta sẽ phối hợp nhịp nhàng để tiết học thật thoải mái, vui tươi. Đồng ý không các em? Trước khi vào bài học, cô và các em làm một chuyến tham quan cảnh đẹp của quận 12. Bây giờ cô mời các em lên xe. Chúng ta bắt đầu xuất phát. Điểm đầu tiên chúng ta dừng chân là nhà truyền thống Chiến khu An Phú Đông. Nhà truyền thống Chiến khu An Phú Đông có tổng diện tích 2,5 ha với lối kiến trúc độc đáo nhiều mảng xanh, xây dựng theo kiến trúc hình quy, rùa là một trong tứ linh. Di chuyển về hướng cầu Bình Phước, các em sẽ gặp một ngôi chùa mang phong cách Nhật Bản, đó là Tu viện Khánh An. Tu viện Khánh An được thiết kế theo trường phái Phật giáo Bắc Tông, đậm nét kiến trúc Á Đông. Chúng ta lại tiếp tục đi đến cuối đường Vườn Lài, nơi đây có một cảnh rất đẹp, đó là cảnh đẹp của con sông Vàm Thuật. Con sông Vàm Thuật ngăn cách giữa quận 12 và quận Gò Vấp. Trước đây tấp nập những chuyến phà qua lại, bây giờ đã có một chiếc cầu bắc ngang giúp cho người dân đi lại dễ dàng. Men theo bờ sông Vàm Thuật, chúng ta đến khu du lịch Bến Xưa. Khu du lịch Bến Xưa với khung cảnh làng quê yên tĩnh, với những gian nhà đậm dấu ấn thời gian khá sang trọng. Đây là điểm du lịch khá là quen thuộc với các bạn ở phường An Phú Đông và Thạnh Lộc, đúng không các em? Ngược về hướng Thạnh Lộc, các em dừng chân tại khu di tích Vườn Cao Đỏ. Khu di tích Vườn Cao Đỏ có một không gian thoáng mát ghi đậm dấu ấn lịch sử chiến đấu hào hùng của dân tộc ta. Lên xe chúng ta đi về hướng phường Tân Chánh Hiệp. Đây là điểm dừng chân cuối cùng, khu du lịch Vườn Dừa Hai Màu. Khu du lịch Vườn Dừa Hai Màu với loại dừa có hai màu cam và vàng do anh Cường lai tạo. Nơi đây cũng là một cảnh đẹp không thể bỏ qua các em ạ. Các em vừa tham quan một vòng quận 12. Quận 12 có rất nhiều cảnh đẹp gắn liền với nơi mà các em đang ở. Trong tiết học hôm nay, cô cùng các em sẽ lập dàn ý, rồi dựa vào dàn ý đã lập, viết một đoạn văn tả lại cảnh đẹp ở địa phương em qua bài luyện tập tả cảnh. Các em dở sách giáo khoa trang 81. Chúng ta tìm hiểu bài 1. Các em đọc thầm theo cô nhé. Bài 1. Lập dàn ý miêu tả cảnh đẹp ở địa phương em. Bài 1 yêu cầu các em làm gì? Bài 1 yêu cầu các em lập dàn ý tả cảnh đẹp ở địa phương em. Ngoài những cảnh đẹp tiêu biểu như nhà truyền thống, khu du lịch các em vừa tham quan, thì các em cũng có thể tả cảnh đẹp gắn liền với địa phương, cuộc sống hàng ngày của các em như vườn rau xanh mướt, cảnh đầm sen, hay một khu vui chơi gần nhà. Chỗ nào còn trồng lúa, các em cũng có thể tả lại cảnh cánh đồng, vân vân. Bây giờ các em hãy tạm dừng video, mở mic giới thiệu cảnh đẹp ở địa phương mình với các bạn trong lớp đi nào. Nơi mình có những cảnh đẹp gì thì các em cùng miêu tả ra cho các bạn biết. Cô nghĩ các em đã giới thiệu rất là nhiều cảnh đẹp với bạn của mình. Để lập dàn ý tốt, các em cần nhớ lại cấu tạo bài văn tả cảnh. Bạn nào có thể nêu lại cho cô cấu tạo bài văn tả cảnh? Cô nghĩ có nhiều bạn đã giơ tay để trả lời câu hỏi của cô. Như các em cũng đã biết, bài văn tả cảnh có 3 phần: mở bài, thân bài, kết bài. Phần thân bài có 2 cách tả. Cách thứ nhất, tả từng phần của cảnh. Cách thứ hai, tả sự thay đổi của cảnh theo thời gian. Cô sẽ hướng dẫn các em dàn ý chung tả cảnh đẹp ở địa phương em. Một la mã mở bài, giới thiệu cảnh đẹp mà em yêu thích. Cảnh gì, ở đâu, lúc nào. Hai la mã thân bài. A, tả bao quát, màu sắc, mùi vị chung của toàn cảnh, rộng, hẹp như thế nào. B, tả chi tiết, miêu tả cụ thể từng bộ phận của cảnh qua không gian, thời gian, màu sắc, hương vị, sinh hoạt của con người trong cảnh. Ba la mã kết bài,
cảm nghĩ của em đối với cảnh đã tả. Ngoài cách tả từ bao quát đến chi tiết, phần thân bài các em còn có thể làm theo cách nào? Các em có thể tả sự thay đổi của cảnh theo thời gian, sáng, trưa, chiều, hay theo mùa, xuân, hạ, thu, đông, mùa nắng, mùa mưa, vân vân. Khi viết dàn ý, các em trình bày ra sao? Bạn nào có thể nhắc lại cho cô nè. Khi làm dàn ý, các em phải trình bày đủ 3 phần: mở bài, thân bài, kết bài. Các ý, các chi tiết các em diễn đạt ngắn gọn bằng các từ cũng như cụm từ. Và mỗi ý khác nhau, các em phải xuống dòng, gạch đầu dòng. Ngoài ra, khi làm bài, các em cần nhớ lại, chọn những nét tiêu biểu, quan sát bằng nhiều giác quan để tìm ra những nét riêng cũng như nét đẹp ở từng phần của cảnh hoặc ở các thời điểm khác nhau của cảnh. Các em đã nắm được cách lập dàn ý chưa? Bây giờ các em sẽ tạm dừng video trong 7 phút để làm bài. Hết thời gian. Bài làm của các em thế nào? Bao nhiêu bạn đã làm xong rồi nè? Cô nghĩ các em đã làm xong rất là nhiều đúng không? Cô không trực tiếp sửa bài cho các em được. Các em hãy quan sát, nhận xét dàn ý của mình để biết dàn ý của mình có đạt yêu cầu không? Các em dựa vào những tiêu chí nào? Cô có gợi ý một số tiêu chí sau, các em cùng xem nhé. Thứ nhất là nội dung đảm bảo đúng yêu cầu bài tập. Bài tập yêu cầu chúng ta lập dàn ý tả cảnh đẹp ở địa phương. Các em xem coi cái cảnh đẹp mà mình tả có đúng là ở địa phương của mình không? Thứ hai, dàn ý có đầy đủ 3 phần: mở bài, thân bài, kết bài, cân đối giữa các phần. Thứ ba, phần thân bài đã rõ cách tả, trình tự các ý hợp lý. Thứ tư, dàn ý có những phát hiện, cảm nhận riêng. Nếu đảm bảo 4 tiêu chí, bài làm của các em rất tốt. Nếu còn sót ở tiêu chí nào, các em bổ sung thêm. Còn bạn nào chưa xong, các em cố gắng hoàn thành nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau sang bài tập số 2. Các em đọc thầm theo cô yêu cầu của bài tập số 2. Bài 2, dựa theo dàn ý đã lập, hãy viết một đoạn văn miêu tả cảnh đẹp ở địa phương em. Bạn nào có thể nêu yêu cầu của bài tập 2? Bài 2 yêu cầu các em dựa theo dàn ý đã lập, viết một đoạn văn miêu tả cảnh đẹp ở địa phương em. Dàn ý đã lập là dàn ý mà các em vừa làm ở bài tập 1 xong đó các em. Dàn ý có 3 phần: mở bài, thân bài, kết bài. Các em chọn phần nào để viết đoạn văn? Cô nghĩ có bạn chọn phần mở bài, có bạn sẽ chọn một phần của thân bài, có bạn sẽ chọn phần kết bài. Các em chọn phần nào để viết đều được hết, nhưng tốt nhất các em nên chọn viết một phần của thân bài. Trước khi viết, các em cần xác định. Xác định đối tượng miêu tả của đoạn văn. Tùy từng trường hợp, đối tượng miêu tả của các đoạn trong bài văn có thể được xác định theo một trong những hướng sau. Mỗi đoạn tả một phần của cảnh. Mỗi đoạn tả một sự biến đổi của cảnh theo thời gian, sáng, trưa, chiều, tối, hay theo mùa, xuân, hạ, thu, đông, mùa nắng hoặc là mùa mưa, tùy theo thời điểm ở cái địa phương của mình. Thứ hai là các em cần xác định trình tự miêu tả của đoạn văn, mở đoạn từ 1 đến 2 câu, nêu ý chính của đoạn. Thứ hai là thân đoạn, phát triển ý của đoạn, miêu tả từng chi tiết. Thứ ba là kết đoạn, từ 1 đến 2 câu, nêu cảm nghĩ về cảnh đã miêu tả trong đoạn. Bây giờ các em có thể bấm nút dừng video để trao đổi với người thân về phần mà em đã chọn để viết đoạn văn. Sau khi trao đổi với người thân, các em đã chọn được phần để viết rồi đúng không nào? Khi viết bài văn tả cảnh, các em cần chú ý
Tìm từ ngữ gợi tả màu sắc, âm thanh, sử dụng các biện pháp so sánh, nhân hóa để bài viết của mình sinh động hơn nhé các em. Bây giờ các em sẽ tạm dừng video trong 7 phút để làm bài. Hết thời gian, cô không trực tiếp sửa bài. Các em hãy chụp và gửi bài cho cô giáo của mình nhé. Tuy nhiên, cô có một đoạn văn. Các em hãy tham khảo cách viết, cách dùng từ. Đoạn văn của cô như sau. Các em đọc thầm theo cô. Đoạn văn tả cảnh dòng sông. Buổi chiều vội vã đến, những tia nắng đã bắt đầu tắt. Mặt trời lùi dần về phía xa, dòng sông lấp lánh nắng chiều. Nước sông mát rượi trong veo như đã được lọc qua một cái bể lớn nào đó. Những đám mây bồng bềnh trôi, chị gió dạo bước và vui đùa như không biết mệt mỏi. Trên mặt sông, chị lục bình nhẹ nhàng trôi. Thỉnh thoảng, vài con thuyền qua lại, tiếng reo cười vang dậy cả khúc sông. Hoàng hôn dần buông xuống. Dàn ý của cô tả buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều của dòng sông. Và trong ba buổi đó, cô chọn buổi chiều để viết đoạn văn. Sau khi tham khảo đoạn văn của cô, các em xem lại đoạn văn của mình có đảm bảo yêu cầu chưa? Theo các em sẽ dựa vào tiêu chí nào? Có giống tiêu chí ở bài tập 1 không? Bây giờ các em sẽ xem một số tiêu chí gợi ý của cô. Thứ nhất là đúng yêu cầu về nội dung của bài tập. Thứ hai, chi tiết, đặc điểm được chọn tả trong đoạn văn tiêu biểu. Thứ ba, dùng từ ngữ phù hợp, câu có đầy đủ các bộ phận. Thứ tư, đoạn văn có câu mở đoạn, câu kết đoạn. Cô vừa hướng dẫn các em cách lập dàn ý, rồi dựa vào dàn ý đã lập để viết một đoạn văn miêu tả cảnh đẹp ở địa phương em. Vậy bạn nào cho cô biết, theo các em, mình tả cảnh đẹp ở địa phương để làm gì? À, mình tả cảnh đẹp ở địa phương là để giới thiệu với du khách nè, bạn bè về cảnh đẹp cũng như tình cảm của mình đối với nơi mình đang ở. Vậy thì để giữ gìn cái nơi mình luôn sạch đẹp, các em phải làm gì? Để giữ gìn cái nơi mình đang ở luôn sạch đẹp, các em phải biết giữ gìn vệ sinh nè, trồng thêm cây xanh để tạo không khí trong lành. Đặc biệt trong mùa dịch bệnh này, các em phải cố gắng bảo vệ nơi mình đang ở là một vùng xanh, vùng không có dịch bệnh nha các em. Tiết học của chúng ta đến đây là hết rồi. Cô cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Bạn nào chưa làm bài xong, các em tiếp tục hoàn thành, chuẩn bị bài luyện tập tả cảnh tiếp theo. Cô chào các em. Cô chúc các em luôn vui, khỏe, chăm ngoan và học thật tốt. Hẹn gặp lại các em ở những tiết học sau.